Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Chú Smart News, bản tin cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ. Và ngay sau đây thì hãy cùng mình tìm hiểu những thông tin của ngày hôm nay nhé. Samsung phát triển cảm biến ảnh 600 megapixel. Cảm biến ảnh 600 megapixel của Samsung sẽ có diện tích lớn hơn nhiều cảm biến 108 megapixel và khiến điện thoại dày ít nhất là 2,2 cm. Đầu năm nay thì phó chủ tịch phụ trách mảng cảm biến ảnh của Samsung, Jorgin Park thì từng úp mở về việc sẽ phát triển cảm biến ảnh vượt xa mắt người. Theo như lý thuyết thì độ phân giải của mắt người vào khoảng 576 megapixel và Samsung dự định là sẽ làm một cảm biến với độ phân giải là 600 megapixel. Ông Park khi đó thừa nhận đây là việc không hề dễ dàng. Việc nhồi nhét nhiều điểm ảnh lên cảm biến sẽ yêu cầu phải tăng kích thước cảm biến, đồng thời sẽ phải giảm kích thước điểm ảnh và từ đó thì có thể khiến hình ảnh bị mờ. Ý tưởng của Samsung khi đó cũng bị nhiều chuyên gia đánh giá là viển vông. Tuy nhiên thì một số tài liệu rò rỉ mới đây cho thấy thì cảm biến này có thể sắp trở thành hiện thực. Theo như iUniverse, thì một trang Twitter chuyên rò rỉ các sản phẩm của Samsung, thì mới đây đã đăng tải một tài liệu cho thấy rằng Samsung đang làm việc với cảm biến 600 megapixel. Theo như tài liệu này thì cảm biến mới sẽ có kích thước là 1:0.57", chiếm khoảng 12% diện tích mặt sau của điện thoại và dày khoảng 22mm. Kích thước của điểm ảnh sẽ là 0.8 micromet. Với 600 megapixel thì nhà sản xuất Hàn Quốc cũng kỳ vọng điện thoại này có thể zoom mượt mà ngay cả khi quay ở độ phân giải là 4K và 8K. Và đó là những thông tin của ngày hôm nay. Đừng quên like và subscribe channel của Chú Smart nhé. Chào các bạn. Video này đồng hành cùng hệ thống bán lẻ di động chính hãng Chú Smart. Khi mua các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của Chú Smart, bạn sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Mọi thắc mắc xin liên hệ với fanpage của Chú Smart hoặc liên hệ hotline 0948 122 666.